người. Khi tự giới thiệu mọi người mình là Linh, mọi người có thể gọi mình là Linh Đóm. Đó cũng chính là cái tên YouTube của mình luôn, nên mọi người có thể tìm kiếm với cái từ khóa đấy nha. Mỗi bạn làm YouTube thường mang cái chủ đề, và mình thì cũng vậy, không phải ngoại lệ đúng không ạ? Thì mình sẽ cố gắng là xây dựng cái mảng YouTube của mình về cái lĩnh vực là trang trí bánh kem, tạo hình hoa và cái kem topping hoặc là kem bơ trên bánh. Chúng ta có thể xem qua một số những cái sản phẩm bánh của bên mình làm nha. Rất là mong ấy thì được các bạn, nhất là những cái bạn mà ở trong ngành bánh này, hoặc là những cái bạn mà đang trên con đường là đi tới ngành bánh, ví dụ như là đang bén duyên về bánh ấy, thì chúng ta cùng một cái niềm quan tâm, cùng một cái sở thích ấy, thì chúng ta có thể gắn kết nhau lại. Mình thì sẽ hứa hẹn là với những cái kinh nghiệm ít ỏi này, với những kiến thức mà còn rất là khiêm tốn, nhưng mà mình rất là mạnh dạn thì là có thể chia sẻ với mọi người, kết nối với mọi người, chúng ta có một cộng đồng ngày càng là lớn mạnh, gắn kết hơn, và cũng mong là học hỏi được mọi người rất là nhiều ở trong cái lĩnh vực là bánh bánh của chúng ta. Nên là rất là mong những ai mới qua có thể cho mình xin một cái nút follow này hoặc là subscribe cái vlog đầu tiên ý, thì được mọi người hưởng ứng ủng hộ, thì mình sẽ có những cái động lực ấy để mình có thể là cho ra đời những cái sản phẩm về sau này, cái chất lượng hơn, đầu tư hơn và tự tin hơn là quan trọng nhất. Và chính các bạn là những cái người đầu tiên để có thể là gặp mình trong những cái sản phẩm ra tiếp theo về sau. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều, bây giờ thì tạm biệt nha. Và nếu như có cái góp ý về cái YouTube đầu tiên của mình thì mọi người có thể dưới comment nha, mình sẽ cố gắng là tiếp thu và cải thiện để kênh YouTube của mình ngày càng một tiến bộ hơn này, chuyên nghiệp hơn, và để cho các bạn xem có thể đã mắt hơn. Ok, cảm ơn mọi người.